18 thư trả lời cư sĩ Tố Huệ Trạm dịch huyện năm Dân Quốc 22 1933. Phật giáo lấy hiếu làm gốc, kinh Đại thừa tỏ rõ điều này rất nhiều. Những kinh nói tường tận rõ ràng nhất là kinh Phật Báo Ân, kinh Địa Tạng, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, kinh Phạm Võng. Một chữ hiếu hiểu theo nghĩa hạn hẹp là thờ cha mẹ, luận theo nghĩa rộng thì phàm những gì thuộc về lý, về tâm mà chẳng trái nghịch thì đều gọi là hiếu. Nếu không đều là bất hiếu. Người học phải tu đạo hiếu hạn hẹp lẫn rộng rãi thì mới có thể gọi là tận hiếu. Chúng sanh nhập đạo đều phải xem túc nhân như thế nào. Không riêng gì kẻ sĩ độn có thể giáo hóa, ngay cả người đại thông minh, đại học vấn nhưng lắm khi không bằng kẻ sĩ độn. Vì kẻ sĩ độn còn gieo được chút thiện căn chẳng sanh hủy báng. Chúng ta chỉ tùy phận tùy lực khuyên dạy họ. Nếu muốn tất cả mọi người đều tuân theo sự giáo hóa của Phật thì tuyệt đối chẳng có nhân duyên tốt đẹp như vậy đâu. Chỉ có thể tùy duyên tận tâm mà thôi. Giới là căn bản của hết thảy thiện pháp. Hãy nên xem tại gia luật yếu, nhưng kinh văn của giới luật khá nhiều, e khó thể đọc tường tận, nhớ cặn kẽ được. Chỉ cần trong tâm thường giữ tấm lòng, đừng làm các điều ác, vớm làm các điều thiện. Phàm khởi tâm động niệm, chẳng để cho một niệm bất thiện nảy mầm, như thế thì các giới đều giữ trọn vẹn được. Nếu chỉ tìm tòi suy xét trên mặt sự tướng, dù chẳng phạm một giới nào nhưng vẫn chưa thể gọi là người trì tịnh giới được, bởi trong tâm vẫn có tướng phạm giới, khó khăn như thế đó. Ông Cử Bá Ngọc đến năm 20 tuổi biết 19 năm trước là sai, đến năm 50 tuổi biết 49 năm trước sai trái, muốn giảm bớt lỗi nhưng vẫn chưa thể được. Khổng Tử tuổi đã 70 còn mong trời cho sống thêm vài năm để học kinh dịch, hòng tránh khỏi lỗi lớn. Những vị này đều là vị tâm chưa thể hoàn toàn phù hợp khiết kha với lẽ trời, nên coi là lỗi, chứ không phải việc làm hành vi của họ còn phạm lỗi. Đừng làm các điều ác, vớt làm các điều thiện, là nghĩa trọng yếu trong giới kinh của Phật Pháp. Người độn căn đời sau phải nên dốc sức nơi đây thì mới có thể khế lý khế cơ. Lúc lễ Phật nên tưởng như đức thân đối trước Phật làm lễ sẽ tiêu diệt được vô lượng tội, tăng vô lượng phước. Ở mức cao hơn thì nên y theo bài kệ lễ Phật trong sách Tịnh Độ Thập Yếu để quán tưởng. Lại càng hay hơn, tâm Bồ Đề là tâm tự lợi lợi tha, nguyện sanh Tây Phương, phải lấy tâm Bồ Đề làm gốc thì mới mong cao đẳng thượng phẩm. Nếu chỉ có tâm nguyện cầu sanh mà không có tâm Bồ Đề thì công đức hèn nhỏ, khó lên được thượng phẩm. 19. Trả lời thư cư sĩ Trần Trọng Vi năm Dân Quốc 20 1931. Chỉ có cung kính trí thành mới hoàn toàn đạt được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp. Ngoài ra, tùy theo lòng thành lớn hay nhỏ mà được lợi ích lớn hay nhỏ. Nếu chỉ phô trương màu mè giả dối, hầu sướng mắt khoái tai người khác, thì rất có thể lại mắc tội khinh nhờn. Ông muốn làm việc công đức để cầu siêu cho cha mẹ, thật là có lòng hiếu. Sao còn phải hỏi việc ấy có công hiệu hay chăng? Hỏi như vậy cho thấy tín tâm của ông chưa chân thật thiết tha. Chí thành khẩn thiết niệm Phật, niệm đến cùng cực thì có thể liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, cho đến rốt ráo thành Phật. Huống chi ông dùng cái tâm hiếu, vì cha mẹ đã khuất mà niệm lại chẳng có công hiệu ư, chỉ sợ tâm ông chẳng hết sức chân thành, thì cha mẹ ông đạt được lợi ích cũng chẳng cao chỗ lớn lao cho lắm. Thấy ông vì làm công đức để cầu siêu cho cha mẹ viết thư hỏi tôi mà vẫn chưa chịu nhún mình, chỉ kính một cái rồi thôi thì biết tâm vì cha mẹ của ông cũng hời hợt mà thôi. Hãy nên phát tâm chân thật thì mới có thể quyết định cậy vào Phật tử lực vãng sanh Tây Phương. 20. Thư trả lời cư sĩ Trần Giật Hiên năm Dân Quốc 20, 1931. Xưa này rất nhiều vị đại anh hùng hào kiệt, cũng có người gánh vác Phật Pháp giúp trí tu trì, mà cũng có người học rộng nghe nhiều nhưng cả đời chẳng biết đến Phật Pháp nghĩa lý như thế nào. Cũng có người hoàn toàn chẳng thông hiểu, nhưng cũng chẳng tán dương, mà cũng không hủy báng. Có kẻ tuyệt đối chẳng biết gì về Phật Pháp, nhưng tùy tiện dựa theo ý mình chê bai sảng bậy. Lại có kẻ trong tâm bội phục Phật Pháp sâu xa, đã trộm lấy Phật Pháp để lập môn đình xưng hùng, nhưng lại cố ý phỉ báng, hòng ngăn lấp hết thảy mọi người học Phật Pháp. Tri kiến của chúng sanh biến huyễn lạ lùng, cứ hễ nghĩ đến khôn ngăn người ta thở dài đau đớn. Các ông hãy lấy chuyện gặp khổ để làm hướng dẫn nhập Pháp. Nếu chuyện gì cũng như ý, chỉ sợ suốt đời làm kẻ đứng ngoài cửa, lại còn tưởng mình thấu đạt cùng cực, không ai hơn được, họa phước trong thế gian dấy lên hay ẩn nấp,
chỉ là do đường nhân có khéo dụng tâm hay không. Vợ ông có thể nói là đời trước có thiện căn, cô ta chỉ khuyên ông niệm Tam Thánh Kinh, chẳng khuyên ông niệm Phật, niệm Quán Thế Âm, tức là chưa biết Phật Pháp. Nếu thật sự biết há lại chịu trong lúc sanh tử không đảm bảo này mà quy y nơi Tam Thánh Kinh ư? Tam Thánh Kinh cố nhiên có sự cảm ứng lớn lao, nhưng so với việc niệm Phật, niệm Quán Âm, bảo là giống nhau sao được? Lúc cô ta lâm chung cũng dường như tu tịnh nghiệp đã lâu, biết trước lúc mất, nếu không phải là bịa chuyện thì chính là do thiện căn tịnh nghiệp đời trước chín muồi mà ra. Trong ngục dặn dò ông, lúc lâm chung dặn dò người nhà, nhưng từ đầu đến cuối chưa hề dặn dò niệm Phật, có lẽ sẽ do từ thiện nhân hiếu mà được sanh lên cõi trời. Nếu vãng sanh Tây Phương quyết chẳng đến nỗi lúc lâm chung không tự niệm và không khuyên người nhà niệm, này tốt nhất là nên niệm Phật dùm cho cô ta, cầu mong cô ta chưa được vãng sanh bèn vãng sanh, đã vãng sanh sẽ nâng cao phẩm vị. Ông gửi thư đến lời lẽ khá khẩn thiết, nhưng vẫn còn có tập khí khinh tăng mạn pháp, tập khí ấy thật sự chướng ngại cho việc học đạo. Nếu đích thân đến quy y, pháp sư chuyển giới thăng tòa thuyết giới, thì phải dập đầu chừng 20-30 lượt trở lên, dẫu nói dễ dãi thì cũng phải dập đầu mấy lượt. Ông gửi thư xin quy y chỉ nói chắp tay khải thỉnh rồi thôi. Chắp tay vái chào là nghi thức giữ lễ của người đi đường hỏi thăm đường. Ông muốn quy y Tam Bảo để giúp cho chuyện liễu sanh thoát tử, lại muốn báo đáp ân đức của hiền thê và độ thoát hết thảy chúng sanh. Kỳ vọng rất lớn nhưng lại khuất mình rất ít, hơi mắc cái tệ nhân quả chẳng phù hợp. Xưa kia hoàng đế Thuận Trị viết thư cho môn nhân của Ngọc Lâm Quốc Sư, còn dùng tự ngữ pháp đệ hành si Hòa Nam, hành si là pháp danh của Thuận Trị, đem đây kia so sánh nhau, chẳng khác biệt như trời với đất ư? Quang hoàn toàn chẳng phải vì cầu người khác cung kính mà nói như vậy. Nếu dựa theo lý tánh thì cố nhiên không có tướng nhân ngã để được, huống chi từ vô thủy đến nay lần lượt làm cha mẹ anh em vân vân của nhau, tương lai đều cùng thành Phật để độ chúng sanh. Do vậy nói, hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ trong quá khứ, là chư Phật trong vị lai, cung kính còn không xuể, sao còn dám trách móc những thiếu sót của người ta ư? Nhưng duy trì Phật Pháp mà không lập ra nghi lễ nghiêm túc thì không sao khiến cho người khác sanh lòng kính ngưỡng, tận lực tu trì được. Do vậy trong luật quy định, hễ thỉnh Pháp mà thiếu nghi thức cung kính thì chẳng nói. Ngài thường bất khinh, thấy người khác liền lễ bái, người ta dùng roi gậy, ngói đá, đánh ném vẫn chạy tránh ra xa lễ bái. Đấy chính là căn cứ trực tiếp trên bản thể để gieo trùng tử, chứ không phải là lề lối duy trì pháp đạo của kẻ phàm phu. Chỉ sợ ông chấp vào danh nghĩa ấy, cho là cái nhìn của quang hẹp hòi nên mới trình bày đại được cùng ông. Đó cũng là một cách để trừ khử phiền não vậy. Mạn là căn bản phiền não, học Phật dùng cách này đối trị phiền não hữu ích lắm, cho nên không thể không bảo cùng ông. Này đem lầm lạc, đáp tạ lầm lạc, đặt pháp danh cho ông là Đức Khiêm. Khiêm có nghĩa là chẳng tự thỏa mãn cho là đủ. Kinh Kim Cang nói, phát độ tận nhất thiết chúng sanh tâm, linh kỳ nhập vô dư niết bàn, nhi bất kiết, bất kiến nhất chúng sanh đắc diệt độ giả. Phát tâm độ chọn hết thảy chúng sanh khiến cho họ đều nhập vô dư niết bàn, nhưng chẳng thấy một chúng sanh nào được diệt độ. Ví như trời che đất trở, chỉ tận hết bổn phận sanh thành, chẳng hề cậy mình có công lao sanh thành. Đây thật sự đúng là không có các tướng ta người chúng sanh thọ giả. Đấy gọi là bậc quân tử khiêm nhường, được kết cuộc tốt lành. Khiêm tốn thì sẽ gánh vác được hết thảy những gì nên gánh vác. Dẫu đạt đến địa vị thánh hiền, vẫn luôn biết người khác đều hơn mình, như biển dung nạp các sông, như hư không chứa được mọi hình tượng, chọn không cự tuyệt một vật nào, chẳng dung nạp, chẳng bao gồm. Ông khéo hiểu được nghĩa này thì dù thân mệt nhọc nhưng tâm vẫn thường nhàn nhã. Lợi ích ấy ông sẽ tự biết, những điều khác nên xem trong bộ văn sao và các sách tịnh độ ở đây không ghi đầy đủ. Văn sao, nhất là đối với người mới phát tâm, là một quyển sách không thể không đọc, bởi lẽ ngôn từ nông cạn gần gũi tường tận lại còn có nhiều chỗ phát huy sự lý, sống trong cõi trần học đạo, tu chân trong cõi trục, trong cõi tục. Do học Phật cho nên căn bản của trí thành, chánh tâm thành ý, tu tề trị bình đều nắm được. Phật Pháp thật tích cực bác ái, kẻ không biết lại ngược ngạo cho là tiêu cực tự tư tự lợi, coi Pháp rốt ráo độ người thoát khổ của Phật là Pháp ngu xuẩn, mê hoặc kẻ ngu tục.
Do đó dần dần tích tập đến nay trở thành những thảm kịch như phế bỏ kinh điển, phế bỏ đơn thưởng, vân vân, chẳng nỡ thấy nghe. Nếu như ai nấy đều biết nhân quả báo ứng, biết chết đi thần thức bất diệt, tùy theo tội phước mà thăng trầm, lẽ nào đến nỗi có tình trạng như vậy? 21. Trả lời thư các cư sĩ Viên Hiếu Cốc và Tào Tung Kiều, năm Dân Quốc 20-1931. Thư các ông gửi đến chẳng nỡ đọc hết. Vì sao đồng bào chúng ta lại gặp phải cảnh đại kiếp này? Nước lụt vừa rút, đê đập chưa sửa, nước lại trào dâng càng thêm thảm khốc. Vốn chi nạn giặc cướp chưa dẹp yên, tay vạn chiến tranh lại dấy lên, khiến cho dân đen không còn lẽ sống. Gần đây nghe nói những thứ tiền cứu trợ, quần áo đã được liên tục trả đến tặng, nhưng ai chịu bỏ những thứ trang sức phù phiếm để làm công đức? Gần đây có những phụ nữ tuy có những chiếc nhẫn đeo tay hay xuyến vàng đã chê là lỗi thời, nhưng bảo họ đem đóng góp cứu trợ. Nhìn vào tình hình thì thấy họ vẫn không chịu bỏ ra. Ngày hôm qua, đường ra chùa Linh Nham là thầy Diệu Chân đến nơi, toàn thể đại chúng trong chùa giảm bớt tiền chi dụng, góp lại được 228 đồng, hôm nay đã gửi đến Tào Phủ để cứu trợ miền Giang Bắc. Lần trước sau khi Hán Khẩu mắc nạn lụt, Linh Nham đã đóng góp hơn 120 đồng gửi lên Thượng Hải, giao cho hội cứu trợ thiên tai Hán Khẩu. Sự bố thí của các sư có thể nói là chọn hết tấm lòng không thiếu sót vậy. Những người có tiền trong cõi đời vẫn chẳng chịu nghĩ thương những người dân bị tai nạn, đáng gọi là những kẻ si, uổng công tích góp tiền tài cho con cháu tiêu xài phí phạm. Đấy gọi là vứt bỏ công đức để chuốc lấy tội lỗi, khiến người mắc sáng, xót thương, sợ rằng người ấy đời sau nếu gặp phải tai nạn sẽ chọn chẳng gặp được người khác cứu giúp, chẳng đáng buồn ư, chẳng đáng xót ư, chỉ mong chư vị được Phật gia bị, thân tâm nhẫn nại, nhọc nhằn, ngõ hầu dân chúng đang bị tai ương được che chở, chẳng đến nỗi không được cứu giúp, không nơi nương nhờ. 10 ngày trước đây do đề vỡ, viện mồ côi cũng bị nước tràn vào, còn độ hơn 20 gian phòng chưa ngập. Về sau nước lại dâng cao hơn, chỉ còn hơn 10 gian. Tường trong viện bị sụp đổ rất nhiều, những bông vải, hoa quả, rau cỏ đã trồng đều bị nước nhận chìm, tổn thất lần này cũng chẳng ít. Biết làm sao bây giờ? Nỗi khổ của người dân bị tai ương có thể nói là đến mức cùng cực. Hãy nên dạy họ niệm Phật và niệm Quán Âm, do nhân duyên ấy mà gieo thiện căn, cũng là một cách cứu tế từ căn bản vậy. Trong cơn đau khổ lớn lao này, thấy quý vị chẳng tiếc tinh thần lo cứu tế, dạy họ niệm Phật sẽ khiến họ tiếp nhận dễ dàng. 22. Thư trả lời cư sĩ Dương Huệ Sương, hai lá thư. Ông này vốn tên là Tự Sương, năm Dân Quốc 20-1931. 1. Ông Lưu Hán Vân có thể nói là xưa đã có thiện căn, nhưng đã tin tưởng Phật Pháp nhiều năm, nghe ra phải sớm ăn chay, sao lại đợi đến tuổi hoa giáp 60 mới phát tâm vậy? Do đây biết rằng thói quen thế tục chẳng dễ thay đổi, này đã đổi được cũng đáng gọi là có nghị lực mạnh mẽ. Ông ta đã thường xem văn sao thì cố nhiên tâm đã hiểu rõ ràng phương pháp tu trì. Điều quan trọng nhất là phải quyết định cầu đến khi lâm chung được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Muốn sanh Tây Phương thì thường ngày phải dốc sức nơi tin sâu nguyện thiết, trí thành niệm Phật, ưa thích sự tịnh diệu của tịnh độ, nhàm chán sự trưởng ác cõi xa bà. Tự hành như thế mà dạy người cũng giống như thế, chẳng được có một tâm niệm cầu mong đời sau được hưởng phước báo nhân thiên, ắt sẽ có thể cảm ứng đạo giao của Phật, quyết định có thể cậy vào Phật tử lực vãng sanh Tây Phương, siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Này tôi đặt cho ông ta pháp danh là Huệ Vân, nghĩa là dùng vầng mây đại trí huệ tuần trận mưa pháp cam lộ để nhuận niệm cả mình lẫn người. Đấy chính là Huệ Vân pháp vũ, tức là thật sự thật vì sanh tử pháp bổ đề tâm, dùng tin sâu nguyện thiết trí danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương. Ông ta lại tưởng thương xót siêu độ những cô hồn chết vì băng huyết khi sinh nở. Nhưng đối với hết thảy nữ nhân cũng nên lập cách sao cho họ vĩnh viễn không bị băng huyết khi sanh nở, khiến cho họ được lìa khổ hưởng vui ngay trong đời này. Cách đó ra sao? Phàm là con gái thì từ bé hãy nên niệm Phật và niệm Quán Thế Âm để cầu tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước thọ. Nếu bình thời thường niệm sẽ tự có thể tiêu diệt được tai nạn trong khi sanh nở này. Như đang lúc sanh nở vẫn nên chí thành khẩn thiết niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ dễ sanh, chẳng phải chịu khổ. Nếu lúc bình thường hoàn toàn chẳng niệm Phật và niệm Quán Âm, nhưng lúc sanh nở chịu niệm thì cũng nhất định được sanh nở bình an. Nếu có ai khó sanh, hãy dạy kẻ ấy niệm, và những người chăm sóc chung quanh
cùng nhau niệm cho người ấy cũng quyết định để được sanh nở bình an. Chớ nói đang khi sanh nở lõa lồ ô uế, niệm danh hiệu Bồ Tát sẽ bị tội. Phải biết, đấy là lúc liên quan đến tánh mạng, chẳng thể dùng đạo lý lúc bình thường để luận định được. Lúc bình thường phạm là người niệm Phật, nếu áo mũ không chỉnh tề hoặc ngủ nghỉ tắm giặt, đại tiểu tiện vân vân, chỉ nên niệm thầm trong tâm, chẳng nên niệm ra tiếng rõ ràng. Còn khi sanh sản, chớ nên niệm thầm trong tâm mà phải niệm ra tiếng rõ ràng, bởi niệm thầm sức yếu, nếu trong tâm gắng sức sẽ rất có thể bị bệnh. Niệm rõ tiếng thì hơi thở thông suốt, hết sức hữu ích. Chớ nên nói niệm sẽ mắc tội, phải biết Bồ Tát xem hết thảy chúng sanh đều giống như con ruột. Nếu con cái ngã vào nước lửa cầu cứu cha mẹ nghe thấy liền cứu ngay, quyết chẳng vì lý do áo mũ không chỉnh tề, thân thể không sạch sẽ mà chẳng cứu. Nếu lúc bình thường cũng niệm giống như khi vì chẳng đặng đừng mà phải lã lổ ấy thì tội chẳng nhỏ. Cần phải luận theo sự, đừng chấp chết cứng. Có kẻ chẳng hiểu lý, hễ trong nhà có người sanh nở, họ bèn lánh đi nơi khác, hơn cả tháng mới dám quay về, cho rằng hễ bị huyết tanh sông nhầm thì những kinh chú Phật hiệu đã niệm từ trước đều trở thành không có công đức gì. Những kẻ ngu ấy đáng thương xót tột bậc, hãy nên đem lời quang bảo với khắp mọi người, ắt sẽ chẳng còn ai bị chết vì sanh sản nữa. 2. Nội công, công phu tu hành bên trong là tự tu. Ngoại công là rộng hành các phương tiện như giúp đỡ kẻ ngặt nghèo, cứu người khốn đốn, cứu giúp tai nạn, vân vân. Đấy gọi là trợ đạo. Những điều này nên dựa theo sức lực khả năng của chính mình mà làm. Nếu không có sức thì hoặc dùng lời nói để chỉ điểm cho kẻ mê, hoặc dùng lời lẽ khuyên lơn đại chúng khiến cho mọi người đều thành tựu chuyện của họ. Nếu do được người ta thỉnh mà niệm kinh niệm Phật thì phần nào vẫn là kẻ lười nhác mang hành vi dựa dẫm vào Phật để kiếm sống, sao ông lại chen lẫn vào đó, chẳng sợ đánh mất phẩm cách của chính mình hay sao? Chỉ có một sự đáng làm, nhưng ông đã có nghề nghiệp nên cũng chẳng thuận tiện lắm, tức là hễ gặp lúc có người thường ngày niệm Phật và con cháu người ấy tin Phật, khi người ấy lâm chung thỉnh các vị cư sĩ đến trợ niệm, lợi ích ấy rất lớn, hãy xem sách sức trung tân lương sẽ tự biết. Người niệm Phật hãy thường đối trước cha mẹ của chính mình và những quyến thuộc khác, nói cho họ nghe lợi ích của sự trợ niệm, để đến khi có người mạng chung, quyến thuộc trong nhà đều cùng niệm Phật, thì người xác mất ấy ắt nương theo Phật lực sanh về Tây Phương, dẫu chẳng sanh Tây Phương, ắt cũng sanh vào đường lành, có lợi ích rất lớn, chẳng tổn thương mảy may. Nếu chẳng biết điều này, khi chưa chết đã lo tắm rửa thay quần áo sẵn, nếu do bị giải động mà đau đớn, sân tâm liền nổi lên, dẫu chẳng đến nỗi nổi sân, nhưng qua một phen giải động, tâm cũng chẳng được thanh tịnh. Nếu là người bình thời niệm Phật cầu sanh Tây Phương, trải qua một phen như thế, chắc chắn bị mất chánh niệm, chẳng được vãng sanh. Nếu chưa chết đã khóc lóc trước, khiến cho người sắp mất ấy sanh tâm ái luyến, thì cũng là lôi kéo khiến cho người ấy bị đoạn lạc. Một cửa ải lâm chung khẩn yếu tột bậc, do vậy phải nên trợ niệm. Người trợ niệm cần đọc kỹ sách sức trung tân lương, bảo con cái quyến thuộc trong nhà đều tuân theo chỉ dạy của người trợ niệm, mới hỏng chẳng đến nỗi do tâm hiếu lại đâm ra làm cho cha mẹ phải chịu nỗi khổ đọa lạc. Ngoài việc trợ niệm ra, mọi người đều chẳng nên làm. Nếu phong cách này, tức cách ứng phó này được lưu hành thì chuyện thiện nam tín nữ niệm Phật chẳng trở thành một nếp xử sự phổ biến hay sao? Người hiểu lý chọn lấy chuyện tốt lành để làm, người không hiểu lý chỉ thấy lợi bèn theo, người có nghề nghiệp lỡ làm công việc, kẻ lười nhác bèn dựa vào đó để trồng vẹo, chẳng những gây trở ngại cho tăng chúng mà còn gây trở ngại cho chính tăng gia. 23. Trả lời thư cư sĩ Thang Văn Huyên, hai lá thư. Hôm qua thầy Minh Đạo đem thư ông tới, đọc những lời ông phát lộ sám hối, có thể gọi là bậc hữu trí, nhưng hàng ngày phải mở rộng cái tâm sám hối ấy ra, võ hầu chẳng đến nỗi biến dứt công đức Phật tánh thành căn cứ để tạo ác nghiệp chịu sự khổ cùng cực, tội lớn tẩy trời chẳng thể cự lại một chữ hối. Thánh mất niệm thành cuồng, cuồng khắc chế được niệm bèn thành thánh, tâm nhiều thuấn Phật Bồ Tát và tâm chúng ta có cùng một giác thể, nhưng do chúng ta nghịch tánh mà tu nên chìm đắm trong loài chúng sanh nghiệp khổ, ông đã biết sai, hãy nên tận lực sửa lỗi. Đối với mọi chuyện đều có thể tận lực sửa đổi, sẽ đạt đến chỗ không còn lỗi lầm. Nếu chỉ sanh lòng hổ thẹn tạm thời rồi cứ lẩn trần chẳng tự tu trì,
thì vẫn lại hụt trầm lẫn trong biển tội nghiệp y như cũ, không thể thoát ra được. Xin hãy đọc cặn kẽ các sách thì sẽ lần lần đạt đến chỗ khá hơn. Ngõ hầu chẳng đến nỗi sống uổng chết phí, sống như gỗ đá cầm thú trong vòng trời đất, sống đã vô ích cho người mà lại còn có hại cho người. Về chuyện quy y hãy để thong thả, nếu ông vẫn chẳng thay đổi lề thói cũ thì quy y lại trở thành tội lỗi. Vì sao vậy? Chẳng quy y thì khi tạo nghiệp chẳng mắc lỗi hoại pháp, quy y xong vẫn tạo nghiệp, ắt người ta sẽ dựa vào chuyện đã quy y rồi mà vẫn tạo nghiệp, do đó họ sẽ phỉ báng Phật pháp là tệ hại. Hơn nữa, ông muốn quy y lại hoàn toàn chẳng chịu nhún mình, làm sao thỏa mãn ý nguyện của ông cho được. Người đi đường hướng về người khác hỏi lối còn phải chắp tay để biểu thị ý cung kính, này muốn quy y Tam Bảo vẫn chẳng chắp tay kính trọng, tức là tập khí tự cao tự đại vẫn chưa chết phục được mảy may nào, làm sao cho ông quy y được. Nếu đích thân đến xin quy y, pháp sư lên tòa nói pháp quy y, người xin quy y phải dập đầu 30-40 lần, quỳ lâu chừng 1 giờ, hễ nói dễ dãi cũng phải dập đầu 10 mấy cái. Dẫu nói dễ dãi cũng phải dập đầu 10 mấy cái, ai dám tự chuốc lấy tội khinh pháp để cho ông quy y. Quy y giống như bái sư trong thế gian, há những kẻ bái sư trong đời cũng chẳng theo lễ nghi chắp tay hay sao? Nếu luận từ đẳng cấp thì hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ trong quá khứ, là chư Phật trong vị lai, lễ bái cúng dường còn chẳng xòe, nào dám trách ai thiếu lễ. Nếu luận trên hình tích duy trì pháp đạo, phàm những kẻ chẳng tự nhún mình mà cứ cho họ quy y thì chính mình cũng mắc tội lỗi rất nặng. 2. Ai cũng có thể làm nghiêu thuấn, ai cũng đều có thể thành Phật. Những kẻ chẳng thể làm nghiêu thuấn, chẳng thể thành Phật là vì chẳng lập chí mà ra. Không có chí sẽ chẳng sanh hổ thẹn, yên phận phàm ngu, luân hồi trong tam đồ lục đạo, cả kiếp dài lâu không thể thoát được. Ông đã phát lòng hổ thẹn, phát tâm mong thành thánh thành hiền, học Phật học tổ, cố nhiên là do thiện căn đời trước tạo thành. Hãy nên mỗi ngày một mới để hoàn toàn vứt bỏ mọi ý nghĩ, hành vi chẳng tránh đáng trước kia. Một nhát dao chặt đứt làm đôi, chớ có dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, vương vấn do dự, ắt đến nỗi chẳng mấy chốc lại quay về nẻo cũ, vùi lấp trong 10 thứ ác nghiệp y như cũ, khiến cho Phật tánh sáng tỏ minh đức sẵn có đều bị trướng lấp chẳng thể hiện hiện, dùng tư cách thành thánh thành Phật để nằm tù diêm la, đối diện ngục tốt chẳng đáng buồn ư. Này đặt pháp danh cho ông là Huệ Trấn, nghĩa là dùng trí huệ đánh động dẹp dứt ngõ hầu mình lẫn người đều siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, thoát khỏi đời ác ngũ trược, vượt lên cõi sen chính phẩm. Những sách đã gửi lần trước đều có thể đương theo đó để tu trì, nhưng văn sao ra ngôn lục là trọng yếu nhất, so với văn sao ra ngôn lục đọc đỡ mất công hơn. Xin hãy lắng lòng đọc thì phương pháp tu trì thế gian và xuất thế gian sẽ đều hiểu trọn vẹn. Ở đây không viết chi tiết nữa, quang giả rồi tinh thần chẳng đủ, chẳng nên thường gửi thư đến, hãy gửi đến sẽ chẳng phúc đáp. Đại cường của pháp môn tịnh độ là 3 món tín nguyện hạnh, cốt lõi tu trì là nhiếp trọn 6 căn tịnh niệm tiếp nối, không cần phải nói nhiều, đừng theo đó tận lực thực hành sẽ đích thân đạt được lợi ích. Nếu muốn làm một vị đại thông gia, chắc sẽ đến nỗi gạt pháp liễu sanh thoát tử ngay trong đời này qua một bên, thì đáng thương xót lắm thay. 24. Thư trả lời cư sĩ Ngô Thương Châu, 3 lá thư, năm Dân Quốc 20, 1931. 1. Bệnh dịch đang lan truyền, vợ con đều mắc bệnh, hãy dạy bọn họ ai nấy đều trí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu ông có thể niệm chú Đại Bi thì hãy gia trì nước Đại Bi cho họ uống, sẽ tự được lành bệnh, không cần phải miệt mài chữa trị. Những điều ông nói tựa hồ nắm được đại ý, nhưng chỉ là nói suông, hoàn toàn chẳng dùng được mảy may gì. Phật pháp có vô lượng pháp môn, nhưng đều phải tu đến khi nghiệp tận tình không thì mới có thể liễu sanh thoát tử. Nếu không, dù có sở đắc vẫn cứ y như cũ, chẳng làm gì được sanh tử. Như trong hiện thời, sợ rằng khắp cõi đời cũng có được 1-2 người đạt đến địa vị nghiệp tận tình không. Chỉ có một pháp niệm Phật, nếu đầy đủ tín nguyện, tín trần nguyện thiết, chí thành niệm Phật cầu sanh Tây Phương, dù toàn thân là nghiệp lực, vẫn đều có thể cậy vào Phật tử lực vãng sanh Tây Phương, ấy gọi là đới nghiệp vãng sanh. Hễ sanh về Tây Phương, thì liễu sanh thoát tử siêu phàm nhập thánh. Vì thế thiện tri thức đời mạt, phần nhiều đều chuyên chú tịnh độ,
Bởi lẽ tịnh độ thực hiện dễ thành công cao, dùng sức ít đạt được hiệu quả nhanh chóng. Thường có những kẻ thông minh, hơi hiểu giáo nghĩa hoặc biết đôi chút lẽ thiền, bèn tự cho mình là bậc thông suốt, miệt thị niệm Phật, cho niệm Phật là chuyện để bọn ngu phu ngu phụ làm. Đấy đều là những kẻ chẳng biết tự xét, là hạng cuồng đồ, cứ tưởng hiểu nghĩa lý theo văn tự, chính là thật chứng, chắc chắn là hạng nói không làm có. Dùng thân bán pháp, tương lai áp đọa tạm ác đạo, được những ngu phụ ngu phụ niệm Phật vãng sanh Tây Phương thương xót nhưng chẳng thể cứu vớt. Ông đã nguyện quy y, này đặt pháp danh cho ông là Huệ Thương, ngụ ý, đổi tên chẳng đổi thẻ. Nhưng chữ thương trước kia, tức chữ thương trong tên thật, có nghĩa là cả mình lẫn người đều chìm đắm mênh mông, nay nương theo Phật pháp tu trì liền trở thành cả mình lẫn người đều được lợi lạc mênh mông. Tuy cũng có nghĩa là mênh mông, nhưng sự khác biệt giữa nguyên do của hai thứ mênh mông ấy cũng như nào phải chỉ giống như sự khác biệt giữa trời với vực. Phương pháp tu trì niệm Phật cùng với giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, vân vân, thì văn sao ra ngôn lục đều đã nói đầy đủ cả rồi, ở đây không viết cặn kẽ. Đã thấy hình chụp của ông, còn hình chụp của quang dĩ nhiên là chẳng có, vì quang một bề chẳng thích phô trương, và những chuyện trình diễn phô phàng xáo rỗng đều chẳng thích làm. Ông nói sư kia ở chỗ của hám sư trưởng tìm được tiểu sử của quang, lời ấy cũng chẳng phải là chuyện thật. Ông hám cố nhiên tin Phật nhưng chưa từng hỏi quang câu nào, e rằng ông ta nghe được mấy câu từ nơi Trần Đại Tâm, nhưng quang buồn mực chẳng kể cùng người khác những chuyện trước kia. Những lời ông ta nói chắc là chuyện gần đây, nếu là chuyện trước kia trước khi xuất gia thì đều là thêm thắt. Gần đây do phát triển ông ta đến thôn tôi thì những tiểu sử do người trong thôn chép lại cho ông ta cũng không đích xác, bởi quang rời nhà đã 52 năm, những kẻ hậu sinh nghe nói lại chỉ biết được một hai chuyện. Ông ta bảo quang bổ túc, quang nại cớ kỳ chết đã gần, chẳng muốn lưu tiếng xuông cho đời nên chẳng bổ túc. Về sau ông ta lại viết thư bảo bổ túc, quang gửi cho ông ta một gói sách nhưng vẫn chẳng trả lời thư ấy. Tôi nói với ông điều này vì ông nói là ông biết tiểu sử của quang vậy. 2. Quý quyến đều chịu niệm Phật, có thể nói là xưa đã có duyên với Phật cho nên mới được làm quyến thuộc với nhau. Ông nói chẳng bao lâu nữa sẽ cùng lệnh phu nhân đến đất Tô, trộm cho rằng không cần thiết. Nếu có thể trí thành khẩn thiết niệm Phật thì nào có thiếu sót gì, dẫu không gặp ấn quang cũng hoàn toàn chẳng mất mát gì cả. Dẫu gặp mặt ngoài văn sao ra há còn có diệu pháp khẩu truyền ngầm trao nào nữa ư? Nếu thật sự có diệu pháp khẩu truyền ngầm trao thì kẻ ấy chính là ma vương ngoại đạo, nên tránh ra còn không kịp, huống là lại muốn cầu pháp đó nơi kẻ ấy ư? Huống chi này đang lúc đói kém, nếu những người chủ chốt trong nhà đều đi xa mấy ngày, rất có thể kẻ nhỏ nhen tệ hại sẽ thừa cơ trộm cắp. Nếu vạn nhất có chuyện ấy, chẳng những vợ chồng ông bị người ta chê là mê tín, mà người ta còn nói quang thiếu đức, khiến cho người khác mắc họa. Cư sĩ Triệu Vân bảo quy y với pháp sư Ứng Tử cực hay cực tốt, cần gì phải quy y với quang nữa. Nếu cứ nhất quyết muốn quy y, nào có danh hay không danh để nói đây. Năm Dân Quốc thứ 7, 1918, ông Tử Úy Như và quang chưa từng gặp mặt lần nào, nhưng do trong năm đầu Dân Quốc 1911 thấy Phật Học Tổng Báo đăng tải mấy bài của Thường Tàm, đây không phải là tên tôi, chỉ là tên tùy tiện dùng vì chẳng muốn người khác biết tên vậy, chẳng biết là tăng hay tục nên thường nghe ngóng. Đến năm Dân Quốc thứ 5 1916 đã nghe biết được rồi, bèn cậy bạn ngỏ lời muốn thư tử qua lại thưa hỏi, quang cự tuyệt không bằng lòng. Đến năm Dân Quốc thứ 7 1918 đem hơn 20 thiên văn sao in thành sách, ông ta theo mẹ đến Phổ Đà xin quy y. Quang dạy ông ta quy y với ngài Đế Nhàn. Ông ta rời núi bèn thỉnh pháp sư Đế Nhàn lên kinh đô giảng kinh. Năm Dân Quốc 17 1928 gửi thư để nói, trước kia con muốn quy y, thầy dạy quy y với ngài Đế Nhàn, 10 năm qua trong lòng vẫn chọn cảm thấy không thỏa ý, vẫn xin thầy chấp nhận cho con quy y. Quang trả lời ông ta, ông quyết ý muốn quy y thôi thì cũng được, nhưng pháp danh thì vẫn dùng pháp danh do ngài Đế Nhàn đã đặt, cần gì phải đặt pháp danh khác. Ông Triệu đã quy y với sư Ứng Tử, nếu vẫn muốn thờ quang làm thầy thì hãy nên luận theo phương pháp tu trì quang đã nói, chứ đừng luận trên pháp danh.
Pháp được Thầy Ứng nói chính là Pháp Đại Thừa. Còn Pháp Quang đã nói, chẳng phải đại, chẳng phải tiểu, vừa là đại, vừa là tiểu, là Pháp mà trên đến Đẳng Giác Bồ Tát, dưới đến Phàm Phu Sát Đất đều cùng tu cùng chứng, cố nhiên phải nên chú trọng Pháp này. Nếu hỏi hỏi coi nó giống như hết thảy các Pháp Đại Thừa, thì chuyện liễu sanh tha tử chắc là lâu lắc lắm. Ông nói vứt bỏ hết để được độ thoát, xét đến cùng là chỉ lợi ích cho một người, là mặc kệ ba đứa con, vì thế hãy nên thong thả đã. Ba, phàm phu chưa từng đích thân chứng được Phật tánh, tất cả công đức của tự tánh hoàn toàn chẳng được phát hiện và thọ dụng, nên hết thảy phải thuận theo nghiệp. Cái sắc thân trong đời hiện tại gọi là báo thân, tức là quả báo của những điều thiện hay ác đã tạo trong đời trước. Người niệm Phật tuy không còn tạo nghiệp sanh tử nữa, nhưng túc nghiệp chưa hết, làm sao có thể được vãng sanh ngay lập tức. Nếu hữu tâm nhàm chán thế gian thiết tha, kiệt lòng thành, tận lòng kính, chuyên trí niệm Phật, cầu Phật rủ lòng từ sớm đến tiếp dẫn, thì cũng có người sớm được vãng sanh. Nếu tự hủy hoại mạng sống để mong vãng sanh để thành uổng tử quỷ, quỷ chết oan, do người ấy công phu chưa đạt mà tự hủy mạng, thì khi đang hủy mạng tâm đã mất chánh niệm, huống chi nỗi khổ do tự hủy mạng không thể thí dụ được. Tâm mất chánh niệm thì làm sao tương ứng với Phật, được Phật tiếp dẫn. Thứ tà kiến này tự lầm lầm người gây hại tột bậc, chớ nói lời ấy để kẻ vô tri khỏi bị hại. Người có quyền lực thì cứu người cứu đời dễ dàng, mà hại người hại đời cũng dễ lắm. Nếu dùng quyền lực có được so hại người hại đời để mong cứu người cứu đời, thì dĩ nhiên chẳng bằng dốc lòng từ thiện, tùy phận tùy sức để cứu người cứu đời, sẽ có ích không bị tổn hại. Nếu hâm mộ quyền lực, muốn có quyền lực để cứu người cứu đời, xin hãy suy xét kỹ, có thể nào đạt được quyền lực lớn lao ấy mà không phải trả giá hay chăng? Nếu tâm chân thật tu hành, dù không có quyền lực vẫn có thể cứu người cứu đời, chỉ không thể rộng lớn như người có quyền lực mà thôi. Nếu có quyền lực lại có thể làm chuyện cứu người cứu đời, chỉ muốn chuyên chú nơi đạo, chẳng tạo ác nghiệp, thì hiện nay không có hạng người ấy đâu. Phú quý làm cho con người mê hoặc đáng sợ vô cùng. Người bình thường nếu hữu tiền chuyển giao qua tay, tuy còn chưa phải là vật của chính mình, mà tâm niệm đã biến đổi là các điều ác. Huống chi thật sự có quyền lớn lao mà tâm chẳng thay đổi thì có được mấy ai. Chớ nên hiểu lầm là chính mình may mắn lắm, mà Phật Pháp cũng may mắn lắm vậy.